Cổ nhân dạy, người nhân thì nói năng thận trọng, người quân tử không sợ hãi u sầu. Khổng tử được mệnh danh là người sáng khai ra nho giáo và đồng thời là triết gia lỗi lạc bậc nhất của Á Đông. Gần 2.500 năm qua đã trôi đi, nhưng những tư tưởng về triết lý và nhân sinh của khổng tử vẫn được người đời coi là chân lý. Tiêu Mã Thiên đã ca ngợi rằng, trong thiên hạ, các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều, khi sống vì vinh hiển, nhưng lúc chết là hết. Khổng tử là một người áo vải thế mà truyền hơn 10 đời. Các học giả đều tôn đồng thầy. Từ thiên tử tới phương hầu ở Trung Quốc, hãy nói đến lục nghệ đều lấy khổng tử làm tiêu chuẩn, có thể gọi là bậc chí thánh vậy. Khi nhắc đến Khổng Tử thì người ta thường hình dung ngay đến hình tượng của một bậc thánh nhân đạo đức cao thượng với những lời dạy nghìn thu còn mãi. Riêng việc dạy người hướng thiền, làm người nhân đức, mỗi người hỏi, mỗi hoàn cảnh. Khổng Tử lại có một đáp án khác nhau. Nhan hồi hỏi nhân Nhan Uyên hay còn gọi là Nhan Hồi, sinh năm 521 và mất năm 491 trước công nguyên, người nước lỗ thời Xuân Thu, là học trò của khổng tử yêu quý nhất trong số 72 học trò đứng đầu. Ngoài ra thì Nhan Hồi cũng là người rất được tôn kính trong nho giáo. Có một lần Nhan Hồi hỏi khổng tử thế nào mới là nhân, tức là nhân đức, khổng tử đáp sửa mình theo lễ là nhân ngày nào cũng khắc kỷ phục lễ, ngày đó mọi người trong thiên hạ tự nhiên cảm hóa mà theo. Về đức nhân, vậy nhân là do mình, chớ há do người sau Nhân hồi nghe thầy dạy như vậy lại hỏi, xin thầy lại dạy về điều mục của việc thực hành nhân đức. không tư đáp, phàm những thứ không hợp với lễ thì không nên nhìn, không hợp với lễ không nên nghe, không hợp với lễ thì không nên nói, không hợp với lễ thì không nên làm. Nhân hồi nghe thầy dạy xong liền thưa, con tuy ngu muội nhưng cũng sẽ theo lời thầy dạy mà làm theo. Hai Trọng cung hỏi nhân Trọng cung tên thật là nhiễm ung, cũng là một trong số 72 học trò đứng đầu, được khổng tử hết mực yêu quý. Có một lần thì trọng cung hỏi khổng tử về nhân, khổng tử đáp ra cửa như thấy khách lớn sai khiến dân như đảm đương lễ lớn điều gì mình không muốn chơi đem cho người trong nước không có điều oán giận trong nhà không có điều oán giận trọng cung nghe xong cũng đáp lại con tuy dốt rác nhưng cũng sẽ theo lời thầy mà làm ba tư mã ngưu hỏi nhân tư mã ngưu vì lời nhiều mà rước họa nên có một lần hỏi khổng tử về nhân khổng tử đáp người nhân nói năng phải thận trọng Tư Mã Ngưu liền hỏi: "Nói lời thần trọng đó được coi là điều làm nhân rồi sao?" Không tự đáp, làm được rất khó, lời nói ra có thể không thần trọng sao? Tư Mã Ngưu lại hỏi: "Thế nào là người quân tử?" Không tự đáp, người quân tử không ưu sầu, không sợ hãi. Tư Mã Ngưu: "Không ưu sầu, không sợ hãi như vậy là được xem là quân tử hay sao?" Không tự đáp, tự hỏi bản thân không có điều hổ thẹn, vậy thì còn điều gì đáng xấu hổ và sợ hãi chứ? cùng một câu hỏi một vấn đề nhưng khổng tử lại tùy cơ ứng biến với mỗi người khác nhau khổng tử lại có một cách lý giải cách nhìn nhận khác nhau và đây cũng là cảnh giới của bậc thánh nhân bậc trí giả một người ở tầng thứ cao đối với mọi việc trên đời liếc mắt một cái là có thể tỏ tường chân tướng tất cả đều rất giản đơn Lão Tử, Khổng Tử, Ngụy Cốc Tử, Đông Phương Sóc là những bậc trí giả được người đời xem là đa học đa tài. Kỳ thực tất cả cũng đều nhờ vào bốn chữ tu tâm dưỡng tính. Đứng từ góc độ của Phật gia mà nói, đây cũng chính là vấn đề tầng thứ. Một người mà càng tu tâm dưỡng tính, thủ đức hướng thiện, thành tâm quả dục thì tầng thứ càng cao, nhìn thế gian vạn phật lại càng đơn giản. Huyền Bí TV kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.